Như xin được mến chào quý vị đang đến với truyền hình nông nghiệp của báo Nông nghiệp Việt Nam. Kính thưa quý vị, hạt điều được xem là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong năm 2021 thì tổng sản lượng hạt điều xuất khẩu đạt kỷ lục với gần 580.000 tấn, trị giá khoảng 3,6 tỷ đô la. Và trong những thị trường xuất khẩu của hạt điều Việt Nam thì Trung Quốc được xem là một trong những thị trường lớn nhất. Bằng chứng là trong năm 2021 vừa qua thì tổng sản lượng xuất khẩu hạt điều sang thị trường nước này đạt gần 85.000 tấn với trị giá khoảng 600 triệu đô la. Vì là một trong những thị trường lớn nhất nên khi mà Trung Quốc bắt đầu áp dụng lệnh 248-249 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thì đã phần nào ảnh hưởng ít nhiều tới việc xuất khẩu hạt điều sang thị trường nước này. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể thích ứng được với những yêu cầu mới từ Trung Quốc để có thể đứng vững trên thị trường nước này? Đó là nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Và kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì có sự hiện diện của hai khách mời. Yến Chi xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Hoàng Giang, Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Khắc Nhã, phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu công ty Tanimet Long An. Rất là cảm ơn sự có mặt của hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu phần tọa đàm thì Yến Nhi xin được mến mời quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Ngay từ khi ngành điều bắt đầu chính thức xuất khẩu nhân điều vào năm 1990, Trung Quốc đã là điểm đến đầu tiên của nhân điều Việt Nam. Từ đó đến nay, Trung Quốc luôn là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của hạt điều Việt Nam và Việt Nam là nguồn cung chủ yếu cho nước này. Năm 2021, nhân điều Việt Nam chiếm tới khoảng 90% hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, lệnh 248 và 249 của Hải quan Trung Quốc đã tác động tới việc xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc, trong đó có hạt điều. Trung Quốc là một trong thị trường xuất khẩu điều hết sức quan trọng của Việt Nam. Đây là một trong thị trường trọng điểm đấy, xuất khẩu điều của Việt Nam. Và cái lệnh 248 và 249 thì tác động rất lớn. Đấy, không chỉ là các doanh nghiệp ngành điều và còn các mặt hàng khác. Đối với các doanh nghiệp ngành điều thì chúng tôi đã ngay thời điểm chúng tôi nhận được thông tin vào tháng 10, 2021 thì Hiệp hội đã có thông tin ngay lập tức tới các doanh nghiệp và đồng thời là cũng tuyên truyền rộng rãi và tìm hiểu thông tin. Cái thứ hai, chúng tôi đã phối hợp với trung tâm văn phòng FTS Việt Nam và chỗ văn phòng TPT, đấy, chỗ cục bảo vệ thực vật để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc đăng ký mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Và tới thời điểm hiện nay thì rất là may mắn thì các doanh nghiệp cũng đã đăng ký thành công, đấy, doanh nghiệp của hội viên đã đăng ký thành công cái mã số xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và không còn gặp khó khăn gì nữa. Trước tình hình đó, Hiệp hội Điều Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu điều sang Trung Quốc với sự hỗ trợ của các bộ ngành, văn phòng SPS Việt Nam và các cơ quan liên quan đã nỗ lực đáp ứng các quy định mới của Trung Quốc, qua đó giúp cho hạt điều tiếp tục xuất khẩu ổn định sang thị trường này. Tuy vậy, vẫn còn những việc phải làm để giữ vững vị thế của hạt điều Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Kính thưa quý vị, để bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay thì có lẽ Yến Nhi xin được dành câu hỏi đầu tiên cho ông Đặng Hoàng Giang. Thưa ông, thị trường Trung Quốc thì hiện có vị trí như thế nào đối với xuất khẩu hạt điều của Việt Nam? Ngành điều cũng là một trong những ngành mà có cái kim ngạch xuất khẩu điều lớn, đấy, với giá trị kim ngạch là 3,6 tỷ đô. Đấy. Và chúng ta đã xuất khẩu được tới trên 100 thị trường và vùng lãnh thổ. Trong đó là Trung Quốc là cái thị trường cũng chiếm cái vị trí vai trò lớn trong cái số 100 cái thị trường, chiếm vị trí thứ 3. Đấy, trong tổng số là trên 100 thị trường. Và Trung Quốc thì chúng ta cũng biết rồi, đây là một trong những quốc gia láng giềng. Đấy, có chung đường biên giới với Việt Nam, 1.500 km đường biên giới. Và có cái rất là nhiều cửa khẩu, giữa cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái thứ hai thì chúng ta cũng có rất nhiều thuận lợi trong cái việc mà tiếp cận đấy, thị trường Trung Quốc đấy, thông qua cái đường biển. Đấy, ngoài ra thì đây là một cái thị trường tỷ dân đấy, có cái sức tiêu dùng đấy, rất là tốt đấy, cho nên là cái vai trò của thị trường Trung Quốc thì không thể chúng ta không có thể bàn cãi được, tại vì đây là một cái trong những thị trường mà không chỉ có vai trò quan trọng đấy, đối với Việt Nam chúng ta mà
đối với thị trường toàn cầu. Thì trước 2021 thì hạt điều Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc thì luôn đạt cái giá trị kim ngạch cao và cái chiếm cái thị phần vượt trội trong các quốc gia xuất khẩu điều vào thị trường Trung Quốc. Đấy, tuy nhiên thì từ năm 2021 tới thời điểm 6 tháng đầu năm 2022 thì theo số liệu của văn phòng tổng hợp và cũng trên cái cơ sở chúng tôi có tập hợp số liệu của ITC, Trung tâm Thương mại Thế giới Quốc tế, thì chúng ta thấy là một cái sự sụt giảm. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ông Đặng Hoàng Giang khái quát bức tranh về xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Ý Nhi xin được đặt câu hỏi cho ông Bùi Khắc Nhã. Thưa ông, thì công ty Tandimet của mình đã bắt đầu xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc từ những năm nào? Và vị trí của thị trường Trung Quốc đối với chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu của công ty trong những năm tới sẽ ra sao ạ? Thì công ty Tandimet Long An này thì thành lập từ năm 1998. Nhưng mà lúc đó thì mới thì cũng mua bán nội địa một ít thôi. Bắt đầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thì từ năm khoảng 2000. Thì cũng chủ yếu là xuất thị trường Trung Quốc. Cho đến hôm nay thì thị trường Trung Quốc cũng là thị trường chính của công ty, cũng khoảng thường là khoảng 10, khoảng 20 tới 30% doanh số của công ty cũng xuất nhập thị trường Trung Quốc. Dạ. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì những năm trước đây Trung Quốc được xem là một thị trường khá dễ tính, nhưng mà dần dà thì họ ngày càng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nông sản và thực phẩm nhập khẩu, và hiện tại thì không còn được xem là một thị trường dễ tính nữa. Vậy thì ngành điều Việt Nam đã có những thích ứng như thế nào đối với những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi ngày càng cao từ phía thị trường Trung Quốc? Xin được đặt câu hỏi cho ông Đặng Hoàng Giang ạ. Ngay sau khi mà cái giai đoạn mà Việt Nam bình thường hóa và sau khi chúng ta ký kết cái hiệp định đấy biên giới với Trung Quốc năm 1991, thì những cái lô hàng xuất khẩu điều chính ngạch đấy vào thị trường Trung Quốc là đầu tiên năm 1992 đấy, và kể từ đấy đến nay thì Trung Quốc là luôn duy trì là một trong những cái thị trường quan trọng của chúng ta đấy. Và Trung Quốc thì tại thời điểm đấy thì chúng tôi luôn coi là đây một cái thị trường cũng là tương đối dễ chịu, tương đối dễ chịu, và họ có thể hấp thụ tất cả những cái sản phẩm điều mà do doanh nghiệp điều chế biến ra đấy, từ những cái mặt hàng cao cấp nhất tới những cái mặt hàng cấp thấp nhất thì họ đều có thể tiêu dùng hết đấy. Tuy nhiên thì tới thời điểm gần đây thì cũng trong cái xu thế hội nhập quốc tế, và Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, cũng là một trong thị trường tỷ dân, và họ cũng trải rộng một quốc gia rất là rộng lớn đấy, và họ cũng có những cái đặc tính tiêu dùng rất là đa dạng, và họ có những cái mà cái tầng lớp mà sử dụng đấy, đó từ cấp thấp đến cấp cao. Chính vì thế thì cái nhu cầu của họ ngày càng càng cao, và trong quá trình hội nhập quốc tế thì họ cũng tiếp thu những cái thông tin, những cái quy định của châu Âu, của Mỹ để mà học hỏi. Kể cả cái lệnh 248, 249 thì theo chúng tôi thì họ cũng đã tham khảo những quy định của Mỹ, của châu Âu để trong việc áp dụng. Và Mỹ thì họ đã áp dụng theo cái tiêu chuẩn FATMA của Mỹ, là cả tiêu chuẩn về hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ, thì Mỹ đã áp dụng là trong cái khoảng 5 đến 7 năm gần đây đấy, theo thông tin chúng tôi có, và cũng chặt chẽ. Mỹ thì áp dụng họ rất là chặt chẽ, và Trung Quốc hiện nay thì họ cũng đang theo cái xu hướng đó. Và hiện nay thì Việt Nam thì chúng ta cũng đang là cái thành viên của WTO, và chúng ta đang ký rất là nhiều các hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đấy có châu Âu đấy, cái EVFTA, EVIPA, và các hiệp định với các quốc gia như hiệp định RCEP đấy, có Trung Quốc tham gia với các quốc gia của ASEAN đấy, và một số quốc gia khác, và một số hiệp định giữa ASEAN Trung Quốc đấy. Thì những cái hiệp định này thì trong đó nó có những cái, nó là cái luật chơi, nó là một cái game mà tất cả mọi người là phải theo, và những cái thành viên tham gia vào trong cái hiệp định thương mại tự do đó thì chúng ta phải tuân thủ theo những cái luật chơi quốc tế. Và hiện nay thì những cái luật chơi này thì nó lại dựa trên cái tập quán tiêu dùng, những cái yêu cầu của thị trường nước ngoài, kể cả thị trường của Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên chúng tôi xác định rằng đây là cái sân chơi, hiện nay sân chơi toàn cầu, và chúng tôi cũng tuân thủ theo những cái quy định đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là hiện nay là Trung Quốc cũng có một số những quy định có thể họ đang áp dụng, nhưng mà cũng cũng cần phải xem xét, cũng cũng cần phải có những cái mà đánh giá
trên cái tình hình thực tế và có những cái điều chỉnh. Đấy, tại vì tại sao chúng tôi nói họ khó tính? Hiện nay là họ khó tính và khó tính trong cái một cách bất ngờ. Đấy. Tại vì là hiện nay cái quy định mà 248 hay lệnh 248 249 thì nó áp dụng hơi nhanh. Đấy, chúng tôi đề nghị có một cái độ trễ nhất định đấy để cho các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng. Hiện nay ngành điều thì cũng là một trong những ngành chúng tôi là cũng tương đối là cũng tiêu chuẩn hóa. Và hiện nay cái lượng hàng mà xuất khẩu qua cái đường biển ấy, thì theo cái số liệu của Hiệp hội Tổng hợp thì nó cũng chiếm đến 60%. Đấy, trước đây là cái lượng hàng xuất khẩu qua cái đường biên giới, qua các cửa khẩu biên giới đấy, cả tiểu ngạch lẫn chính ngạch qua biên giới thì chiếm đến 80%. Nhưng mà tại thời điểm hiện nay, tại thời điểm năm 2021 thì nó là đã lên tới là 60% là qua đường biển, chỉ còn 40% là qua cái đường biên giới. Mà đường biên giới thì hầu hết là các lô hàng điều thì cũng chở bằng xe tải lớn, đấy, xe công, đấy, và xuất khẩu theo cái dạng chính ngạch, hồ sơ đầy đủ. Dạ, xin được cảm ơn ông. Dạ. Vậy thì cái hành trình mà từ một cái thị trường tương đối dễ tính chuyển thành một cái thị trường khó tính thì sẽ kéo theo rất là nhiều khó khăn, thách thức cho ngành điều Việt Nam. Vậy thì với cương vị là một công ty xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc thì những cái khó khăn, thách thức mà công ty của mình đã phải vượt qua là như thế nào thưa ông Nhã? Và mình đã vượt qua nó như thế nào ạ? Nói chung thì với thị trường Trung Quốc thì nó càng ngày khó tính thì nó cũng tập trung về an toàn vệ sinh thực phẩm là chủ yếu. Thì chính vấn đề đó mà công ty thì cũng luôn cải tiến về cái nhà xưởng máy móc và nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên. Đặc biệt là nói chung là ngành điều, nói chung là các nhà máy chế biến điều Việt Nam, nhà máy chế biến điều thì cũng phải giống như là mình cũng phải có cái hệ thống quản lý ISO HACCP PCR để cho phía bạn yên tâm khi nhập khẩu cái sản phẩm điều của Việt Nam. Dạ. Chúng ta luôn nỗ lực để thích ứng với đúng những cái quy định mới đúng không ông? Đúng. Dạ. Vậy thì thưa ông Giang, lệnh 248 và 249 mà Trung Quốc áp dụng từ đầu năm nay thì đã tác động như thế nào tới việc xuất khẩu hạt điều sang thị trường này, cũng như là Vinacast đã có những cái sự hỗ trợ, những cái sự đồng hành như thế nào đối với doanh nghiệp ngành điều thưa ông? Là sau khi nhận được cái thông tin, thứ nhất là cái thông tin này thì báo cáo thú thực là chúng tôi cũng thông qua những cái nguồn mà không chính thống. Đấy, thông qua những cái báo chí của Trung Quốc mà những cái bằng tiếng Hoa thì chúng tôi cũng đã có những cái thông tin từ đầu năm 2021 kìa. Đấy, 21. Tuy nhiên thì lúc đấy là chúng tôi cũng chờ đợi những cái thông tin chính thức của phía cơ quan chức năng của Việt Nam. Đấy, và chúng tôi cũng đã có hỏi, chúng tôi đã rất quan tâm và cũng đã có tìm hiểu, đã có hỏi. Tuy nhiên thì tới tháng 10 thì lúc đấy là chúng ta mới triển khai và thông báo. Đấy, thì có như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái thông tin đấy nó cũng hơi trễ một chút. Đấy, và chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng để mà áp dụng 100% các doanh nghiệp đăng ký thành công cái mã số này thì cái đấy là một trong những cái khối lượng công việc rất lớn. Đấy, và chúng tôi cũng phải hiểu và thông cảm đối với các doanh nghiệp. Tại vì chúng ta các doanh nghiệp thì thực ra thì các anh các chị cũng tập trung là lo về kinh doanh, sản xuất kinh doanh là chính. Còn những cái thủ tục hành chính như này thì đúng là nó cũng rất là khó khăn, và đặc biệt là nó lại không phụ thuộc vào phía chúng ta mà nó phải phụ thuộc vào phía bạn. Thậm chí những hồ sơ mà khi mà chúng ta đã hoàn thành ở Việt Nam, khi chuyển qua phía bạn thì các bạn để đó và tới thậm chí cái ngày cuối cùng của năm 2021 thì lúc đấy mới có mã số. Đấy, cho nên là những doanh nghiệp mà khi mà xuất khẩu vào ngày 31 tháng 12 thì lúc đấy vẫn đang lo ngay ngáy là không biết có xuất được hay không. Tại vì chưa có mã số xuất khẩu. Và chỉ đến ngày 1 tháng 1 2022 thì lúc đấy nhìn trên hệ thống vào trang web thì mới thấy cái nổi cái mã số lên. Mà lúc đấy mà doanh nghiệp nào mà lại vướng cái sai số đấy hồ sơ thì lúc đấy này lại khóc ròng. Thì cái đấy là những cái vấn đề mà các doanh nghiệp đã gặp phải, và chúng tôi thì lúc đấy thì cũng không biết gì hơn, và chỉ có thứ nhất là thông qua cái đầu mối là chỗ văn phòng SPS Việt Nam, cái thứ hai qua Cục Bảo vệ Thực vật, và cái thứ ba là qua Bộ Nông nghiệp để đồng thời cùng phối hợp với Bộ Công Thương để mà hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường thông tin trên các thông tin của Hiệp hội, thông tin thông qua các kênh của báo chí, đặc biệt là cũng hết sức cảm ơn chỗ báo nông nghiệp cũng đã có tăng cường thông tin
về các cơ chế chính sách liên quan đến cái xuất khẩu vào Trung Quốc trong cái giai đoạn đó. Và tới thời điểm hiện nay thì báo vẫn đang đồng hành trong cái chương trình này. Thì cái này là một trong những cái báo mà tôi nghĩ là đánh giá là tích cực nhất trong cái vấn đề thông tin tuyên truyền đấy, về những cái chính sách mà hỗ trợ xuất khẩu. Tại vì nói gì nói, Trung Quốc là cái thị trường hết sức quan trọng đối với nông sản của Việt Nam, đặc biệt là những cái sản phẩm rau quả tươi, trái cây. Đấy. Đối với ngành điều thì nó là cái hàng hạt khô đấy, đã qua chế biến, thì chúng tôi có cái mức độ mà nói chung cũng rủi ro nó thấp hơn. Tuy nhiên đây là một trong những cái thị trường, Trung Quốc là thị trường hết sức quan trọng. Đấy. Thì cái đó là Hiệp hội đã thông qua cái thông tin tuyên truyền và cùng phối hợp với chỗ bên báo. Và cũng cái buổi tọa đàm ngày hôm nay cũng là một trong những cái hợp tác giữa Hiệp hội và chỗ báo đấy, để mà tăng cường cái thông tin về vấn đề này. Đấy, ngoài ra thì cũng thông qua các sự kiện của Hiệp hội, các hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết. Đấy, chúng tôi cũng có tuyên truyền và cũng có thông qua đấy thì cũng là một cái hình thức để tập huấn, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và đồng thời thì hiện nay chúng tôi đang đề xuất một cái cơ chế là tạo một cái tổ và tổ công tác. Tổ công tác và cái tổ mà gọi tác chiến. Đấy, 24/24 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Và trong cái họp ban chấp hành sắp tới thì văn phòng cũng sẽ đề xuất ra một cái cơ chế đấy để xây dựng cái tổ này, thì gồm các thành phần là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các đối tác chúng ta ở Việt Nam và các đối tác mà quan trọng đấy, đấy có kinh nghiệm và kể cả những cơ quan thương vụ tập hợp đầu mối để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đấy 24/24. Tại vì là chúng tôi cũng rút kinh nghiệm là thời gian vừa qua cũng có trường hợp có doanh nghiệp đấy trong quá trình mà hàng cũng do trục trặc về cái lệnh 248/249 và đăng ký mã số mà chỉ vì là cái lỗi thôi đấy, lỗi mà thành ra cái lô hàng đấy bị hải quan giữ lại tại cảng Thiên Tân trong vòng 2 tháng đấy, 2 tháng thì sau đấy thì cũng doanh nghiệp thứ nhất doanh nghiệp cũng thứ nhất là cũng ngại để mà trực tiếp để thông tin tới cho Hiệp hội hoặc là cho các cơ quan chức năng của Việt Nam, mà họ cũng muốn là tìm một cái kênh nào đấy mà tự doanh nghiệp tự xử lý nhanh nhất. Thì nhưng mà nói chung là cũng có những vướng mắc khó khăn, thì hiện nay thì chúng tôi đề xuất ra một cái cơ chế rằng chúng tôi sẽ xây dựng cái tổ đó, cái tổ đấy là sẽ trực chiến và sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và những cái tổ này là tổ mà thực chất mà khi có bất kỳ vướng mắc ở một cái cảng nào của Trung Quốc, một cái cửa khẩu nào Trung Quốc, thì sẽ có người của Vinacast, người của cái tổ công tác đấy tới trực tiếp ngay để làm việc với hải quan, nói bằng tiếng Trung Quốc, để làm việc với hải quan và xử lý vướng mắc khó khăn, đồng thời thông tin tới các phía Việt Nam để tháo gỡ cho các doanh nghiệp. Đấy, thì cái đó là cái vấn đề. Đấy, về lâu dài thì cái vấn đề này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái mà cần phải có sự tham gia của các bộ ban ngành nữa. Đấy. Nhưng mà trước hết thì trong cái giai đoạn mà gặp khó khăn ra 248/249 thì chúng tôi đã có những cái cách tiếp cận và xử lý như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ông Đặng Hoàng Giang khái quát về những cái khó khăn của ngành điều nói chung khi mà Trung Quốc bắt đầu áp dụng lệnh 248/249. Vậy thì với cương vị là một doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc, thì thưa ông Bùi Khắc Nhã, doanh nghiệp của mình đã phải đối mặt với những khó khăn gì và chúng ta đã vượt qua nó, thích ứng nó ra sao ạ? Thì về khó khăn cũng như nãy anh Giang đây cũng đã nói rồi, thì nói chung phía bạn thì quy định phía bạn là cái chính sách hiện nay là Zero Covid á, nên đâm ra các cửa khẩu thì nó cũng làm cho mình bị ùn tắc khi mình giao thương, khi xuất hàng ở bên phía bạn. Thì chính cái chỗ mà nó nên doanh nghiệp cũng phải linh động lên khi mà quy định của các bạn, thì mình phải chuyển sang từ đường bộ sang cái đường biển. Mà đường biển thì cũng chính sách của phía bạn cũng được, các cảng mà đường biển thì cũng có cảng nó cũng Zero Covid, nó cũng phong tỏa, thì cũng ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp xuất khẩu điều, trong đó của có công ty Tân Bắc Long An cũng bị ùn tắc trong cái việc xuất hàng. Yeah. Vậy thì ngoại trừ mà chúng ta đề xuất thành lập một cái tổ tác chiến hỗ trợ 24/24 đối với những doanh nghiệp xuất khẩu điều, thì thưa ông, Vinacast có những cái kiến nghị gì cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là văn phòng SBS Việt Nam cũng như là các cơ quan có liên quan để có thể hỗ trợ những cái doanh nghiệp xuất khẩu điều sang Trung Quốc nữa ạ? Đầu tiên chúng ta phải đánh giá và tái khẳng định rằng cái tầm quan trọng của cái thị trường Trung Quốc đấy, đối với cái nông sản Việt Nam và cái hạt điều nói riêng.
Đấy, từ đó thì chúng ta mới có cái định hình và có xây dựng cái về tầm nhìn và cái quy hoạch chiến lược đấy, và thậm chí kể cả những cái chiến thuật đấy, trong cái việc mà tiếp cận cái thị trường này trong cái thời gian tới. Và hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là cái vai trò rất là quan trọng của nhà nước, của chính phủ đấy, của Bộ Nông nghiệp, đặc biệt của Bộ Nông nghiệp, thì chúng ta thứ nhất là cũng nên có những cái cách tiếp cận đấy, để làm sao chúng ta cũng đề xuất đấy, để mà nó cụ thể hóa những cái mà hiệp định thương mại mà chúng ta đã ký kết giữa ASEAN với Trung Quốc đấy, và giữa Việt Nam Trung Quốc đấy, ví dụ hiệp định RCEP và các hiệp định về biên giới. Thì chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta đã cụ thể hóa những cái cam kết tại những hiệp định đó, thì nó sẽ rõ ra nhiều cái vấn đề lớn đấy. Và đặc biệt là trong đó thì nó sẽ cụ thể bằng những cái cơ chế chính sách nhỏ đấy, cho từng cái ngành hàng đấy, đặc biệt trong đấy có cái ngành điều. Chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay thì đối với hạt điều thì chúng tôi cũng chưa có gặp phải là cái vấn đề về cái yêu cầu của Trung Quốc là trong việc cái xây dựng cái mã số của cái vùng trồng đấy, hoặc là cái mã số của doanh nghiệp mà đóng gói đấy. Hiện nay thì chúng tôi chỉ có vướng cái mã số doanh nghiệp xuất khẩu, thì hiện nay là hầu hết các doanh nghiệp hội viên của Vinacast thì đã có cái mã số rồi, doanh nghiệp xuất khẩu qua cái thị trường Trung Quốc theo lệnh 248, 249. Thì nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì cái về cái vấn đề liên quan đến mã số vùng trồng đấy, về cái mã số của doanh nghiệp đóng gói, cơ sở đóng gói đấy, thì cũng là cái vấn đề mà sẽ có thể Trung Quốc cũng sẽ tiếp cận đối với cái hạt điều đấy, chứ không phải là chỉ có những cái sản phẩm mà như những cái nông sản, những cái rau củ quả như hiện nay đấy, một số cái nông sản rau củ quả như hiện nay. Thì chính vì thế chúng ta phải có cái tiếp cận sớm đấy. Và thông qua đấy thì Bộ Nông nghiệp cũng hỗ trợ cho ngành điều cũng quy hoạch đấy và xây dựng cái vùng trồng đấy, và chúng ta cũng chuẩn hóa theo cái yêu cầu của thị trường nước ngoài, trong đó thì không chỉ có Trung Quốc mà những thị trường khác ở châu Âu, Mỹ đấy. Thì sau này chúng tôi nghĩ rằng là cái đấy là rất là cần thiết. Cái thứ hai là những cái về tiêu chuẩn quy chuẩn đối với ngành hàng, thì hiện nay thì có thể nói rằng là cái hạt điều là một trong những cái mà cái sản phẩm mà có thể là về cái quy chuẩn về tiêu chuẩn đấy, là rất là đầy đủ đấy. Hiện nay chúng tôi đã có hầu hết những cái dòng sản phẩm điều thì đều có những cái tiêu chuẩn quy chuẩn của cấp quốc gia đấy, TCVN và QCVN đấy, về kể cả cái quy chuẩn cơ sở của nhà máy chế biến chúng tôi cũng đã có. Thì cái này là một trong những mặt hàng chúng tôi nghĩ rằng là có cái tiêu chuẩn và cái chuẩn hóa về cái sản phẩm mà chế biến xuất khẩu tốt nhất trong những cái sản phẩm xuất khẩu hiện nay đấy. Và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng và vẫn đề nghị rằng là chúng ta vẫn phải lên rà soát thường xuyên để mà ban hành những cái quy chuẩn mới đấy, hoặc là cập nhật những cái quy định mới để mà nâng cấp cái tiêu chuẩn quy chuẩn này lên đấy, và làm sao đáp ứng những cái yêu cầu của thị trường, của thị trường nước ngoài đấy. Chúng ta chủ động đấy, chủ động, và chúng tôi đã đề cập rồi, chúng ta phải luôn luôn phải tự trách kỷ, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn chủ động và tự trách chính chúng ta để làm sao nâng cao chính cái năng lực của chúng ta lên đấy, chúng ta chứ không thể bị động được. Thì cái đó là cái vấn đề thứ hai. Cái thứ ba thì hiện nay thì cái vấn đề có thể nói rằng là cái theo số liệu của 2021 ấy, chúng tôi có được ấy, thì cái lượng xuất khẩu của cái nhân điều Việt Nam vào thị trường Trung Quốc này chúng ta đã sụt giảm. Cái vai trò vị thế của chúng ta đã bị sụt giảm trong cái tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Và cái này thì nguyên nhân khách quan chủ quan thì chúng tôi sẽ có những cái tọa đàm, cái đánh giá cụ thể sau. Đấy, tôi có đề cập chung chung thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái đánh giá cụ thể sau. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó quan trọng đấy chính là cái việc mà tổ chức những cái hoạt động về xúc tiến thương mại. Đấy, xây dựng, củng cố những cái hoạt động về xúc tiến thương mại đối với thị trường Trung Quốc. Và đặc biệt chúng ta phải đón đầu những cái cơ hội sắp tới sau khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, lệnh 248 và 249 được phía Trung Quốc áp dụng thì đã tác động không nhỏ tới việc xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Và ngành điều cũng như là các doanh nghiệp mà xuất khẩu điều Việt Nam thì hiện tại đang khẩn trương thích ứng với những yêu cầu mới của Trung Quốc để có thể tiếp tục đứng vững trên thị trường quan trọng này.
Và hy vọng với những thông tin ngày hôm nay mà buổi tọa đàm cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện đã phần nào giúp quý vị chúng ta hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của việc xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, cũng như là quý vị có thể hiểu thêm về những cái nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu điều cũng như là ngành điều Việt Nam trong cái việc mà chúng ta đáp ứng những cái yêu cầu từ thị trường Trung Quốc. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.